Hello, what's up? Hello, anh em. Hello, mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thứ ba thật là vui vẻ. À, nhập thứ sáu chứ. Nhớ mọi người tên nhỏ, trời ơi. Tất nhiên hôm nay mọi người lại buông lời cay bằng với tôi có làm cái gì đâu. Không phải, tại vì sau hôm qua là bao nhiêu người gửi mail cho tôi bảo tôi mẹ stream dạo này kiểu đéo chất lượng gì cả. Đấy, xong rồi người ta gửi cho tôi mẹ một lít để mà lỗi stream là do góc cam này. Đấy, xong rồi do mic bé này, xong rồi thu tiếng bàn phím này. Đấy, xong rồi không có tiếng donate là phải mua một cái loa ngoài này. Đấy, xong rồi để set, tại vì mà stream hai máy là nó bị thế mà, phải mua một cái loa ngoài xong cắm vào. Đấy, cho tôi dành nguyên một ngày. Đấy, để tôi off stream. Đấy, tôi đi mua tất cả xong rồi tôi set up mọi thứ để hôm nay stream thật là chăm chỉ, thật là bùng nổ cho các bạn thân yêu đây. Không phải, thực ra là hôm qua lúc được rủ là tôi cũng kiểu đã thấy nguy hiểm rồi và kiểu tôi cũng kiểu dễ bị dụ ấy. Lúc đầu tôi kiểu chối khéo lắm, bảo là tháng này mặc dù nhiều ngày nhưng mà anh phải làm, tại vì tháng trước là anh nghỉ nhiều lắm rồi. Đấy, cái giờ buổi tối là cái giờ tôi làm mà. Đấy thì người ta cũng hiểu ấy, nhưng mà người ta cứ dụ tôi là chỗ đấy nhá, là ăn kiểu ăn theo mùa ấy, nó ăn kiểu nó đặc biệt lắm. Nó khác những cái chỗ khác là ở đấy nhá, là nó chỉ có như là nó cái menu đồ ăn của họ ấy. Đấy là nó sẽ theo kiểu 21 món cơ, 21 món lận. Đấy, các bạn đừng nghe bao giờ chưa. Đấy, tò mò chưa. 21 món nhá. Đấy, mà nó chỉ có đúng một cái menu thôi. Đấy, nhưng mình sẽ không được gọi kiểu các món như kiểu mấy cái quán bình thường đâu. Đấy, thì chỗ đấy là gọi đúng một cái set đấy. Xong rồi mình sẽ ăn kiểu từng món, người ta sẽ bê lên một ấy. Ui, đẹp mà thề nghe hấp dẫn và bìu. Đấy, thế là người ta cứ dụ tôi kiểu như thế. Xong rồi thực ra là như thế vẫn chưa đủ đâu. Tôi bảo thôi, anh quyết định là anh vẫn sẽ ở nhà làm việc với các bạn thân yêu. Đấy, thăm hàng kẹt ngần, cố gắng kiếm tiền, xong rồi sau này hưởng với người yêu, với cả vợ tương lai sau cũng được. Nhưng mà người ta bảo em bao ui đi co mẹ. Đấy, các bạn nghĩ xem là có nên đi hay không. Em á, em con trai kém tuổi đi mẹ. Đùa chứ, con gái rồi. Tôi giấu các bạn có điểm gì đâu. À, đi lý ăn do thôi mà. Hay thế. Nhưng mà chỉ là đi ăn thôi mà, trời ơi, sao có làm gì nữa đâu. Mẹ ăn xong rồi về thì mẹ nhanh chóng chóng để còn mẹ warm up. Đấy, chuẩn bị mẹ bắn giải và bắt đầu làng set go, mẹ có được cái miếng đéo gì đâu. Chỉ là đi ăn thôi. Linh nào? Không, tôi bảo tôi các bạn không biết đâu. Mẹ tôi kín lắm. Với cả kiểu đi ăn nhà tôi là tôi kiểu có một cái tâm hồn mẹ ăn uống mẹ rất là to bự ấy. Đấy, bình thường nhá, người bình thường là người ta giận là người ta sẽ để bụng đúng không? Đấy, còn tôi nhá, là bụng tôi lúc đéo nào tôi cũng chỉ để kiểu thức ăn thôi. Đấy, trứng này, hôm qua là để bụng được con tôm sarabi gì đấy của bên nước đéo nào nhở. Đấy, xong rồi xúc xích Ai Cập này, ui đi cô mẹ thế, ăn ngon và bìu. Lần đầu tiên tôi được ăn kiểu đấy, hơi đắt một tí ấy, nhưng mà chỗ đấy anh em nào mà kiểu có mà làm quen ai ấy, đấy xong rồi dắt bạn gái đi nhá thì binh. Đấy, xong ở đấy nó còn nếu mà các bạn ăn ở chỗ đấy nhá, là các bạn sẽ có thể liên hệ với người ta nhá. Đấy, sẽ có một cái món mà người ta món như là món kiểu cuối cùng ấy. Đấy, anh em sẽ tạo bất ngờ. Hello, đấy là ghi anh tên nhìn. Người ta vào xong rồi có một cái nến cắm lên cái món đấy. Đêm mẹ hôm qua tôi được người ta tạo bất ngờ cho tôi để con mẹ mà xít khóc các bạn ạ. Đấy, cái bìu. Đấy, thế là hôm qua người ta gạ tôi như thế, xong rồi giới thiệu cho tôi cái menu kiểu quán như thế. Đấy, thì tôi biết là sẽ có những cái món Hello, kiểu anh Nhim rất là lạ. Đấy, xong rồi mình trải nghiệm được những cái hay, cái đẹp thì tôi sẽ những cái ngon đấy thì tôi sẽ về, tôi sẽ review cho các bạn. Đấy, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Bạn đấy mặc váy trắng đúng không á? Sai rồi em ơi, bạn ấy mặc váy đen. Trời ơi, đi mẹ mày làm sao mà đoán được. Ô, cảm ơn Lenty nhé, cảm ơn em. Hello anh Nhim. Anh cảm nghĩ như thế nào về việc khám răng thầy hôm qua? Trời ơi, có gì đâu. Anh chơi game cho vui mà được hôm qua kiểu phong độ cao, hôm qua tự tin lắm. Tại vì kiểu tuần trước là do tôi kiểu có trục trặc về kỹ thuật thật, để bạn chưa chỉnh lên 128 tích. Đấy, thế là tuần này thì tôi chuẩn bị kỹ rồi. Đấy thì cái tâm lý nó cũng kiểu thoải mái hơn ấy. Đấy, với cả cũng tự tin. Thế là tôi bắn vui thôi. Chứ tôi quan trọng thì thắng thua đâu các bạn. Quan trọng là mình cố gắng hết sức thôi được rồi. Điệp mạng nhưng mà thề vào điệp thắng. Điệp mạng đang tự Hello, tin bạn gặp nhìn. Cái cặp đôi cuối đi bạn thề. Bắn kinh đéo chịu được.
khiêm tốn để hoa thì chả thế. Địp mẹ bèo chứ không mẹ lên stream. Địp mẹ bảo uầy thầy Olip tuổi. Giời ơi lại thì Fake It level 10 với chúng tôi. Hello anh em. Fake It level 10 hit hello. Mình chẳng nghe thế không được. Thế thì bị ghét lắm. Đúng rồi, với cả tôi sợ thầy bảo tôi không khéo lắm. Trời ơi nhiều bông mai ấy. Anh Nhi dầm bây giờ hết thương tụi em rồi. Ôi kìa, sợ thế. Lại anh sắp phát cơm chó cái gì đấy. Các bạn không nhớ những lời tôi bảo à. Cố tình để mà mình đều có người yêu. Để stream cho các bạn thân yêu đến năm 70 tuổi. Tôi vừa chứng minh cho các bạn biết. Nếu mà tôi giả dụ thôi mà tôi có bạn gái, đấy là tôi sẽ phải ở stream như kiểu hôm qua đấy. Đấy là tôi sẽ không thể gọi là stream cho các bạn nhiều được. Còn nếu tôi mà không có stream nhá, đấy thì cuộc sống của tôi là chỉ có ăn này, ngủ này, ỉa đái này, đấy stream với các bạn thân yêu này. Đúng chưa? Không có một mối quan tâm nào khác đấy thì tôi mới có thể stream chăm chỉ cho các bạn được chứ, đúng không? Ôi giời ơi, hôm qua nhá. Thực ra nhá, hôm qua đi ăn là người ta cũng hơi, tôi là cũng để ý là cũng hơi có ý là dựng sức mạng Trần Tài Linh Đê La Thành rồi đấy. Anh Nhi dầm cho em xin một bài nào bùng nổ cuối tuần đi ạ. Anh dành hết mà, dành hết những cái gì tinh túy nhất mà cho stream rồi. Ôi cảm ơn Bu Bu nhá, cảm ơn em nhiều. Đây nhá, hôm qua đi ăn buổi tối nhá. Mẹ mày tự nhiên đang ăn, đang cầm cái đĩa. Đấy, hôm qua tôi chỉ ăn thôi. Hello các bạn ơi, anh Nhim. Tôi đi ăn, tôi chỉ có chả nhìn mặt người ta cơ. Mẹ chỉ nhìn thức ăn thôi. Này nhá, hôm qua mẹ đang cầm cái dĩa. Xong rồi tự nhiên thề đéo nào, tôi nhặt cái dĩa của tôi bên tôi lên. Xong rồi người ta tự nhiên chạm vào tay tôi. Tôi bảo ớ, em tưởng Hello dĩa bên anh em Nhim. Mà trong khi bên người ta cũng có dĩa nhá. Xong rồi tôi địp phẩy ra. Đừng có chạm vào tay tôi, để tôi ăn. Ơi giời ơi. Xong rồi nhá, người ta còn bảo là, xong rồi người ta còn kiểu nhá, chọc vào miếng thức ăn nhá. Đấy, xong rồi định đưa vào mồm tôi. Tôi bảo là, xong rồi tôi giơ tay lên. Anh Nhim. Anh có cụt tay đâu, để anh tự ăn được. Ok. Xong rồi nhá, người ta lúc đầu nhá lại còn đổ hai, chưa hỏi ý kiến tôi. Đấy, xong rồi đã bảo Hello bên nhân viên là rót cho hai cốc rượu vang. Đấy, xong rồi tôi để mà cầm cốc rượu vang tôi hất con mẹ đi bên. Đấy, tôi đổ nước lọc vào. Đấy, xong người ta cũng đòi cụm tôi, đéo cụm cơ. Để mà tôi để mẹ tôi quay bên tôi uống mình cơ. Sao? Không có một cơ hội nào luôn. Hello anh Nhim. Điệp mai mà để anh không yêu đương gì hết. Tập trung về stream để chăm chỉ cho các bạn thân yêu. Đấy, đôi khi ở cuộc sống này mình phải tệ với người khác một chút. Nhưng mà đối với những người mà mình muốn đối xử yêu quý ấy, đấy thì mình phải tệ người khác một chút các bạn ạ. Hello anh Nhim. Đấy, đấy là câu chuyện hôm qua của tôi đấy. Hôm qua cũng cũng về, xong người ta còn bảo tôi là anh về cùng em nhé. Xong rồi xong rồi anh về sau ấy. Đấy nghĩa là tôi sẽ đi cùng người ta về nhà. Đấy xong rồi nhà anh tôi xong rồi tôi sẽ nhé. Đi từ nhà người ta về nhà tôi ấy. Đấy như kiểu đưa người ta về ấy. Tôi bảo không, em tự về đi. Đấy để anh về với anh em của anh. Đấy về bắn giải. Đấy về với các bạn thân yêu. Đấy mẹ như thế cơ mà. Ôi trời ơi làm sao. Nói chung là nhiều lắm. Còn đòi hút chung pot cơ. Con mẹ mày đang dịch mẹ mà căng thẳng hút chung pot thôi. Covid xong rồi đổ cho bố mày. Sao lại còn nam streamer mẹ dụ dỗ con gái nhà người ta xong hút chung pot bị Covid các thứ không lại lên báo. Đấy của ai đồ của ai mẹ à, tự vào đấy dùng. Picasso mặt mèo. Okay. Không sợ người ta buồn á. Ơ thì làm sao mà có thể làm cả thế giới vui được em. Mõm vãi trường. Trời ơi khó lắm em ạ. Đấy, ví dụ bây giờ tôi muốn làm người ta vui đúng không? Đấy thì tôi sẽ phải up stream. Thì các bạn sẽ bị buồn đúng không? Đúng không? Thì tôi sẽ phải đi ăn đi chơi với người ta nhiều thì các bạn sẽ bị buồn. Mà tôi không muốn các bạn buồn một chút nào cả. Đấy, tôi chỉ muốn các bạn thật anh là vui ơi, thôi. Chữ H đấy, trong thì, Trần Thái Linh có phải kiểu, là họa sĩ cô anh? Bạn ấy có ngon, à nhầm hôm qua anh ăn có ngon không á? Cảm ơn Kun nhá, cảm ơn em. Bạn ấy á, bạn ấy thì anh cũng không để ý lắm, anh chỉ để ý thức ăn thôi. Đấy anh ủi nghĩa là cái quán đấy nó tôi nghe bảo là được lọt top người ta còn giới thiệu là lọt top 50 quán ngon nhất châu Á thì phải. Đấy nhưng mà công nhận là kiểu quán thì bạn tôi thề mấy cái món ăn người ta bê lên thì bạn bé như cái lỗ đít ấy thề, nhưng mà được cái là nó ngon.
với cả cái chỗ đấy nó chuyên nghiệp lắm, nhưng mà nó sẽ bê từng món một lên đúng không? Đấy thì ăn khoảng vài món là người ta sẽ cho ăn mấy cái món kiểu món kem hay là món sữa chua ấy, để mình reset lại cái vị giác của mình ấy. Đấy xong rồi để mình ăn thêm mấy cái món mới ấy. Ui. Nhưng mà lúc đầu tôi nghĩ là kiểu đéo no đâu, nhưng mà cuối cùng ăn hết thì ăn hết tầm 21 món à. Đấy thì cũng no thật, nhưng mà tôi vẫn thích kiểu đi ăn xong gọi món ấy. Đấy xong mình thích mẹ món nào mình cứ gọi mẹ đĩa đấy, xong mình cứ ăn nhòe. Ăn nhòe mẹ đi, tôi thích kiểu đấy cơ. Ăn thế nó mới thích cơ, chứ ăn kiểu này nó cứ kiểu sang sang nào ấy, nó hơi sang mồm nào, nó không quen cho lắm. Còn tôi thích ăn kiểu để mẹ em đi nhậu đấy, xong anh em uống bia uống rượu nhậu với nhau cho nó vui. Đây, đấy tức là hôm qua đây. Đây là cái chỗ hôm qua mà tôi đi ăn này. Đấy các bạn nhìn đi. Đấy nó có tầm 21 món ở đây. Đấy thế là một cái hôm mà tôi ăn là nó sẽ ăn đủ 21 món này luôn. Cái thực đơn thì nó sẽ theo đổi nó sẽ thay đổi kiểu theo mùa ấy. Đấy mỗi mùa nó sẽ có một cái thực đơn khác nhau ấy. Bạn đỉnh vãi lìn thề. Đấy đấy đấy, xúc xích Charizard này. Ui đực mà có thể mình món đấy ngon vãi lìn, nhưng mà nó được có tí thôi ấy, cay đéo chịu được. Xả đâu làm gì có. Đấy thì đây là cái khung cảnh cái bàn tôi ngồi nhìn ra cái góc người ta để chỗ, đây là chỗ gọi là chỗ người ta để đấy thì đây là cái góc đấy nhá. Đấy ui để mà các bạn nhìn trông thơ mộng và biểu không, không là chỗ này đẹp thật. Bạn nào mà có người yêu thì dắt đi ăn một bữa cũng được. Đấy. Ui, đấy các bạn thấy cái con tô mộc. Để mà em thề, để mà ăn được con từng này thôi. Và nếu hiểu cái hình dáng thật của con tô mày trông nó như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Phải thực ra kiểu tôi trêu các bạn cho các bạn tò mò tí thôi chứ. Thế là tôi có tâm hồn kiểu ăn uống lắm. Đấy cho nên là thỉnh thoảng tôi đói mà tự nhiên tôi tìm ra được một cái quán nào ngon ấy. Đấy tôi đi ăn một mình cũng được mà. Sao đâu. Quan trọng là mình được thưởng thức thôi. Đấy là tôi đã cảm thấy vui rồi, cảm thấy ăn ngon thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nên thì có ai đâu. Đây, đấy cái món đây này. Món này là món hàu à? Hàu với cả sốt hải sản, xong rồi sốt mẹ tùm la tùm lum hết đấy. Ngon quá à biểu. Đâu? Hai đĩa thì bây giờ cái menu cái set này bình thường nhìn này các bạn nhìn này ăn no để mà đương nhiên đéo rồi, để mà có tí để mà cho nên tôi gọi hai suất để mà mình tôi ăn. Đấy đấy đây là những cái món ăn người ta sẽ bê lên từng món một ấy. Ui các bạn, đây là món thạch rau câu à, thạch rau câu xong rồi bên trong nó có cái gì ấy điệp mạn thề ngon vãi lìn. Đấy mình có món nó chỉ như này thôi. Hai ly à, hai ly mẹ đưa chục ly đây tôi cũng uống được, được chưa? Hết cốc này thì để có cốc ở đây sẵn uống luôn. Đỡ phải kiểu hết một cốc rồi gọi cốc còn lại ấy. Đấy. Đấy đây là những cái món mà để gọi là reset lại vị giác ấy các bạn. Đấy đây là món kem kem này, xong rồi lại còn cái gì nhở, muối chanh nước đéo nào nữa ý các bạn ạ. Đấy xong rồi dứa nữa, em thề mấy cái món của họ nó cầu kỳ như này mà. Đây là cái món gì đây? À đây là dưa hấu củ dền với cả khí nitơ lỏng. Đây mà ảo chưa. Mẹ bé vãi lìn ạ. Tôi đéo thích ăn nhiều này lắm. Tôi thích kiểu món nào tôi đi bạn tôi gọi cả đĩa xong tôi ăn như thùng lùm cơ. Đấy nó mới thích. Tay ai á, tay nhân viên. Trời ơi. Chứ mình có biết làm cái đéo gì đâu. Nhưng mà công nhận cái chỗ này chuyên nghiệp thật. Nhân viên họ cũng kiểu phải học thuộc từng món có đặc điểm như nào. Đấy xong rồi mỗi món là sẽ có một câu chuyện khác nhau ấy. Đấy xong người ta sẽ ra người ta giải thích cho mình mẹ món này như nào như kia cơ. Đỉnh vãi lìn. Để mà món cá hồi với cả sốt gì đây. Để mà đéo xem lại đâu các bạn ơi. Để mà nước bọt tôi kiểu nó bị tuôn ra rồi ấy. Nó bị chảy ra rồi ấy. Thề lại nhớ lại hôm qua. Bạn xong rồi kiểu bạn cứ ăn một miếng xong ấy. Để mà, tại vì món này nó ít mà. Xong cứ ăn một miếng xong rồi lại kiểu lại phải nhìn nhau ấy. Để bạn ngại vai cả biểu thề.
Đấy, ui. Đây là món cá tăm à? À, cá răng. Cá răng, ui ngon vãi lìn. Đấy, mỗi món nó chỉ bé tí như này thôi. Để bạn, nhưng mà không sao, trải nghiệm một lần cho biết. Đây là món béo gì nhỉ? Món gì ấy, sao có bánh đa cơ? Nhìn ai á? À, tôi nhìn nhân viên. Tại vì mỗi bàn ở đấy hầu người ta có cái nhân viên hay đứng cạnh bàn để mình cần gì mình gọi người ta luôn ấy. Đấy, ăn xong rồi nhìn nhân viên ấy. Mẹ ngại và biểu. Đây là cá gì nhỉ? Tôi không biết nhưng mà đây cũng là một loại cá. Xong rồi quả rau rừng này, để các bạn biết không? Tôi kiểu tôi ghét ăn rau vãi lìn đấy. Nhưng mà quả rau này nó tẩm cái gì ấy? Hey, ngon đéo chịu được cái rau này này. Hình như là rau rừng cái rau ấy. Để mà tẩm cái gì mẹ ăn ngon đéo chịu được ấy. Xong lại còn có cả trân châu cơ. Ăn nó cứ bị lạ mồm ấy. Nhưng mà ngon. Đấy, những cái món nó sẽ kiểu như này này. Mẹ đéo sao người ta kiểu vứt con mẹ một cọng rau ở trên đấy nhỉ. Trông ghét vãi lìn, nhưng mà rau này là tôi đéo ăn nhá. Tôi nhìn cái rau này là tôi biết tôi đéo ăn rồi. Ủa nhưng mà miếng thịt bò này ngon thật các bạn ạ. Nó kiểu bị mềm ấy. Bị mềm nhưng mà nó không kiểu nhiều nước đâu. Nó không kiểu bị nhiều nước như kiểu mấy cái miếng thịt bò mà mình hay ăn kiểu steak ấy. Hay xuất hai cái bánh mì á, đi các bạn nhìn thấy thôi. Các bạn sẽ nghĩ là hai cái bánh mì này là mỗi người một cái bánh mì đúng không? Nhưng mà không nhá, tôi lấy hai cái bánh mì, điệp bạn tôi cầm luôn, tôi kẹp miếng thịt bò của tôi vào, điệp ụp vào đấy, xong tôi ăn luôn. Đấy, chứ không phải là hai suất đâu, hai cái bánh mì đâu, mỗi người một cái bánh mì đâu nhá. Ui, món này cũng ngon. Ấy, cái ảnh này các bạn này. Điệp bạn tôi chụp như đầu buổi nhỉ. Đấy, xong rồi kiểu người ta bê ra ấy, đẹp mạng cứ tưởng là sinh nhật tôi ạ. Đẹp mạng xong rồi tôi mới nghĩ, bắt tay lên trán tôi nghĩ lại là có phải sinh nhật tôi đéo đâu. Nhưng mà ở bên, ở trong cái nhà hàng này ấy, đấy là người ta có kiểu là nếu mà mình bảo là hôm nay kỷ niệm ngày gì ấy, đấy người ta sẽ làm cho mình một cái đĩa như này. Đấy, xong cắm cái nến vào, ui, trông đẹp vãi lìn. Đấy, hết rồi. Ui. Hết rồi. Không 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 phải kỷ niệm, hôm đấy là kiểu chí chá. Trời ơi, chí chá là kiểu nói điêu một tí ấy. Đấy là hôm nay là ngày ngày gì gì đấy, điêu điêu tí để người ta làm cho tôi cái ảnh à, cái bánh đấy à, cái đĩa cái món đấy, xong rồi có tên tôi, xong rồi tôi chụp ảnh để tôi về tôi khoe với các bạn đấy, chứ làm gì có chuyện gì đâu. Trời ơi.